Thực ra mà nói thì gọi là thôi thúc đi du học thì cũng không hẳn, tại vì hồi đó Danh giống như là Danh bị gài đi du học vậy đó. Tại vì hồi đó lúc mà Danh học xong cấp 3, là Danh thi đại học xong, là Danh đã vào được một trường đại học cũng gọi là trong mơ của mình rồi. Nhưng mà sau đó thì một mùa hè nọ, khi mà gia đình Danh đi sang bên Úc để mà đi đi chơi, mang tiếng là đi chơi đi du lịch, xong mà tự nhiên cái về xong mà cái báo với Danh là chọn trường cho mày xong rồi, chọn ngành cho mày xong luôn rồi, chọn nhà mua nhà cho mày luôn rồi là bây giờ là mày sắp đến là mày chỉ có đi du học thôi, là lúc đó Danh mới biết là Danh chuẩn bị phải đi du học. Và đến với tập lần này của podcast Đi Ra Đi Vào của chúng ta sẽ là một khách mời vô cùng thú vị và đặc biệt. Và xin chào đón Chấn Danh đã đến với podcast Đi Ra Đi Vào. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Chấn Danh, rất vui được đồng hành cùng với mọi người trong podcast Đi Ra Đi Vào ngày hôm nay. Ok, không biết là Danh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho các bạn biết được không? Thì hiện tại mình đang là một content creator trên nền tảng TikTok với tên chủ kênh là Chấn Danh Nè. Và mình từng là một du học sinh tại Úc, tại trường đại học Macquarie với chuyên ngành là quản lý nghệ thuật. Rồi, vậy thì đối với mỗi khách mời khi mà đến với series Đi Ra Đi Vào sẽ luôn có những câu hỏi gọi là đặc trưng của podcast. Thì tất nhiên là Chấn Danh cũng sẽ không ngoại lệ. Thì không biết là khi mà nghe đến tên series Đi Ra Đi Vào thì Chấn Danh có những cái suy nghĩ gì về cái tên này? Đầu tiên khi mà nghe về cái tên Đi Ra Đi Vào thì đi vào trước đi ha. Thì đối với Danh đi vào nghĩa là... À không, đi ra trước đi chứ. Đi ra có nghĩa là mình đi ra nước ngoài, có nghĩa là mình đi du học. Còn đi vào đối với Danh thì có rất là nhiều định nghĩa. Đầu tiên là đi vào là mình đi vào bên trong bản thân mình để mình khám phá những cái tiềm năng của bản thân cũng như là khám phá con người thật của mình là ai. Định nghĩa đi vào thứ hai thì đối với Danh là đi vào một cái cộng đồng mới, một cái đất nước mới và khám phá những cái nền văn hóa bên trong đó. Còn định nghĩa đi vào thứ ba thì là cá nhân Danh thôi, tại vì hồi đó lúc mà Danh đi học ấy, thì Danh đi về về rất là nhiều, một năm Danh đi chắc là 2-3 lần gì đó. Nên đối với Danh là đi vào đây là đi vào biên giới Việt Nam. Rồi, ok, vậy thì sẽ có một cái challenge nho nhỏ dành cho Chấn Danh trước khi bắt đầu câu chuyện. Thì nếu như Chấn Danh được sử dụng không quá 5 chữ để diễn tả về lần gần nhất mà mình đi ra thì nó sẽ là gì? Một lần gần nhất mà mình đi ra đi vào hả? Không quá 5 chữ hả? Thôi chắc một chữ thôi ha, một chữ quằn. Ok, khá là thú vị. Và bây giờ Lucy rất là mong đợi có thể tìm hiểu được câu chuyện của Chấn Danh. Vậy thì mình bắt đầu luôn ha. Ok Lucy. Vậy thì Lucy thắc mắc là điều gì đã thôi thúc Chấn Danh đi du học? Thực ra mà nói thì gọi là thôi thúc đi du học thì cũng không hẳn, tại vì hồi đó Danh giống như là Danh bị gài đi du học vậy đó. Tại vì hồi đó lúc mà Danh học xong cấp 3, là Danh thi đại học xong, là Danh đã vào được một trường đại học cũng gọi là trong mơ của mình rồi. Nhưng mà sau đó thì một mùa hè nọ, khi mà gia đình Danh đi sang bên Úc để mà đi chơi, mang tiếng là đi chơi đi du lịch, xong mà tự nhiên cái về xong mà cái báo với Danh là chọn trường cho mày xong rồi, chọn ngành cho mày xong luôn rồi, chọn nhà mua nhà cho mày luôn rồi là bây giờ là mày sắp đến là mày chỉ có đi du học thôi, là lúc đó Danh mới biết là Danh chuẩn bị phải đi du học. Thì nói thẳng là đi du học chưa bao giờ là một trong những cái quyết định của Danh hết, nhưng mà nhìn lại con đường đó thì Danh chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì mình đã chọn đi du học. Vậy thì nếu như mà so với tâm thế là bị gia đình gài ngay từ ban đầu thì khi mà đi sang Úc đúng không? Đi sang Úc thì Danh có những cái mong chờ gì về cái môi trường giáo dục mới cũng như là cái ngành học mà mình đã chọn không?
Thật ra thì lúc mà Danh bị gài á, bị gài đi qua bên Úc á, thì Danh đã phải chọn một cái ngành ở trong cái trường mà gia đình đã chọn sẵn, cho nên là nó cái giới hạn ngành nó cũng khá là bị giới hạn lại, giống như là Danh chỉ có thể chọn một trong một cái list đó thôi, mà trường đó là trường về trường kỹ thuật, cho nên là Danh chỉ có thể chọn ngành truyền thông trong cái trường đó. Thì lúc mà Danh sang đó học thì Danh nghĩ là Danh rất là expect là mình sẽ được tiếp cận với nhiều nền văn hóa khác nhau là một nè. Thứ hai nữa là Danh sẽ có thể tạo được điều kiện để mà mình có thể tiếp cận với những môn học mới, những cái môn học mà ở Việt Nam chưa bao giờ được tiếp cận, ví dụ như là về những cái nền văn hóa như là nhạc kịch chẳng hạn. Xong rồi cái thứ ba nữa là về cơ hội nghề nghiệp nữa, thì Danh cũng rất là nóng lòng có thể hoàn thành khóa học của mình để có thể tiếp cận với những cái công ty lớn ở bên đó. Thì đó là những cái mong đợi của Danh khi mà Danh đi du học. Ừ. Vậy thì ở trong một cái clip ở trên TikTok á, Lucy có nghe Danh nói là Danh đã phải mất 5 năm rưỡi trong cái câu chuyện là chọn ngành và chọn nghề. Thì cái câu chuyện đó nó cụ thể là như thế nào? Đó là lý do mà nãy Danh nói là một chữ là chữ quằn đó, là tại vì nó rất là mệt, nó lòng bồng á. Là tại vì á, lúc đầu thì như Danh đã nói là Danh học ngành truyền thông ở bên Úc, nhưng mà sau đó thì sau 1.5 năm học bên đó thì Danh phát hiện ra là Danh không thực sự thích cái ngành này, cũng như là không thực sự thích cái trường đào tạo Danh cái ngành đó. Và trong thời gian đó thì Danh lại quen biết với một cái anh cũng từng là cựu học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong, trường cấp 3 của Danh. Thì anh đó đang học một cái ngành gọi là ngành quản trị nghệ thuật ở bên trường Macquarie. Thì sau một vài buổi đi học ké của ảnh, cũng như là được xem qua những cái tài liệu của ảnh, thì Danh cảm thấy là quá là thích thú với cái môn học này cũng như cái chương trình học này. Thì Danh mới nghĩ là tại sao bây giờ mình đã lỡ đi du học rồi, mình đã bị gài vào cái thế này rồi, thì mình không thử những cái môn học mới, mình không thử những cái môn học mà ở Việt Nam chưa có, mình chưa có cơ hội tiếp cận. Thì đó là lý do mà Danh quyết định là mình chuyển ngành luôn, mình chuyển trường luôn và bắt đầu lại năm nhất lại từ đầu. Thì có nghĩa là sau khi đã tốn 1.5 năm và phải đợi tới hết cái năm đó, có nghĩa là tốn gần 2 năm, thì Danh mới bắt đầu lại từ đầu và học lại năm nhất, thêm 3 năm là tổng cộng là 5 năm mới có thể kết thúc được chương trình học đại học của mình. Nhưng mà ngay từ ban đầu thì gia đình Danh đã chọn cái trường đó cho Danh. Vậy thì khi mà Danh chuyển sang một cái môi trường khác thì gia đình có biết không? Biết chứ, nhưng mà con xin lỗi ba má trước con nói này. Là có nghĩa là gia đình đã gài Danh đúng không? Danh quyết định Danh gài là gia đình Danh luôn. Là Danh nói với gia đình Danh là bây giờ Danh chuyển trường để học một cái ngành phục vụ cho việc ở lại bên Úc, định cư bên Úc. Tại vì bên Úc là sẽ có danh sách những cái ngành mình học, những ngành đó thì khả năng được định cư rất là cao. Thì Danh đã chọn ra một cái ngành Danh gọi là ngành tâm lý học, để học xong thì mình định cư bên Úc luôn. Thì Danh nói với người nhà Danh là bây giờ Danh chuyển qua học ngành tâm lý học bên trường đó. Thì ba Danh chỉ biết như vậy, xong ba Danh nghe tới chịu định cư thì ba Danh rất là khoái, cho nên là ba Danh chịu ủng hộ hết mình. Ok, rồi, vậy thì theo như ban đầu chúng Danh có chia sẻ là cái câu chuyện đi du học á, thì đã được gia đình sắp đặt sẵn. Từ chọn quốc gia, chọn trường cho đến tất cả thủ tục đúng không? Và Danh chỉ việc là xách ba lô lên và đi. Đúng rồi. Vậy thì trong cái bức tranh đó, Danh có bao giờ gặp phải những cái khó khăn hay là những cái thử thách nào trong cái quá trình đi du học không? Có chứ, cái thử thách đầu tiên là về, tại vì mọi thứ đã được sắp đặt sẵn cho mình rồi. Và thực ra thì trước khi mà Danh đi du học với Danh là một cậu ấm đúng nghĩa luôn, là ở nhà không cần phải đụng tay vào một cái gì hết. Là việc nhà Danh không biết làm, Danh còn không biết nấu cơm, nấu sao không biết nắm bấm cái nồi cơm sao nữa mà. Thì tự nhiên có vào bên đó, xong vào một cái môi trường, mặc dù Danh ở nhà bà con, nhưng mà kiểu mọi thứ nó cũng vẫn phải tự lập á. Xong rồi cũng phải tự tìm đường để mà đi xe lửa để đến chỗ học. Thì khó khăn đầu tiên đó là về khó khăn về tiếng. Có nghĩa là mặc dù trước đó thì tiếng Anh của Danh cũng không phải gọi là tệ hay là gì đó, nhưng mà kiểu qua một môi trường mà tự hoàn toàn thay đổi 100% luôn, mà phải nói tiếng Anh hoàn toàn luôn, thì Danh bị khớp. Xong rồi Danh bị tự ti nhiều thứ, cho nên là kiểu khi mà đứng trước người nước ngoài á, Danh không có dám phát biểu ý kiến của mình. Cũng như là trong một lớp học thì khi mà giáo viên đang giảng bài ở trên, Danh không hiểu một vấn đề gì đó, Danh cũng không dám giơ tay lên để hỏi. Thì đó là những cái tự ti ban đầu, những cái vỏ bọc mà những cái người mới đi du học chưa dám phá bỏ ra. Cái khó khăn thứ hai nữa là về đường đi nước bước. Danh nhớ có một lần là Danh đi học ngày đầu tiên á, mà Danh đi lên lộn xe lửa, xong rồi nó chở Danh tới một cái miệt nào đó mà dưới quê luôn. Xong rồi kiểu Danh không có biết phải làm sao để đi trở lại được nhà mình nữa, cho nên là ngày đầu tiên đó là Danh phải bỏ luôn nguyên buổi học ngày đầu tiên đó luôn. Thì đó là những cái khó khăn đầu tiên mà Danh nghĩ là những bạn đi du học lần đầu nào cũng sẽ phải trải qua hết. Theo như Lucy, tại vì Lucy có theo dõi Danh ở trên TikTok trước, và Lucy thấy là chứng Danh ở trên TikTok là một cái con người rất là đầy năng lượng, rất là hoạt ngôn và có vẻ rất là tự tin. Cho nên là khi mà nghe những cái chia sẻ về chứng Danh là có những thời điểm chứng Danh bọc mình vào trong một cái vỏ bọc. Thì nếu Lucy nói du học nó là một cái cột mốc làm cho chứng Danh thay đổi, thì đó sẽ là, nếu như mà có đi, thì đó sẽ là những cái thay đổi gì? Thay đổi đầu tiên là thay đổi về bên trong con người mình. Có nghĩa là Danh thực sự có những khoảng thời gian mà chỉ có một mình đó, thì Danh thực sự là nhìn lại vào bên trong để xem là mình đang cần cái gì, mình đang muốn cái gì trong cuộc đời mình, và mình có thể làm được những gì.
Tại vì trong những cái khoảng thời gian đó thì đưa ra quyết định về ngành học nè, đưa ra quyết định về việc chọn trường cũng như là chọn ngành nghề sau này trong tương lai là hoàn toàn một mình hết, chứ không ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình nữa. Thì lúc đó là những cái lúc mà Danh không có gia đình ở bên cạnh á, thì Danh chỉ có thể nhìn vào những cái tiềm năng của bản thân để xem là thực sự là mình phù hợp với ngành gì mà thôi. Cái thay đổi thứ hai nữa là thay đổi về sự tự lập, là Danh trưởng thành hơn hẳn luôn á. Có nghĩa là hồi trước đây, trước khi mà đi du học ấy, thì Danh đã từng đưa ra một cái lời thề mà bây giờ Danh cảm thấy rất là hối hận. Đó là Danh đã từng thề là không bao giờ làm việc chân tay. Có nghĩa là Danh nói là Danh sinh ra là để làm việc văn phòng thôi, tại vì sức khỏe của Danh rất là yếu, Danh như một con mén vậy đó, không có làm cái gì nặng nhọc được đâu. Nhưng mà tới lúc mà Danh đi du học rồi thì Danh cũng phải bắt đầu đi làm thêm, xong rồi lại phải làm trong những cái quán cà phê, có một ngày có những ngày làm tới 12 tiếng, 14 tiếng một ngày, những cái ngày Noel người ta đi chơi Danh cũng phải đi làm như vậy đó. Thì sau tất cả những thứ đó thì Danh trải qua thì Danh cảm thấy là mình tự lập hơn rất là nhiều, mình chịu khó chịu khổ được rất là nhiều, và đó là quá trình mà Danh trở thành một cái con người khác, lột xác hoàn toàn sau cái chuyến đi du học đó. Vậy thì trong những cái gì Danh kể đi, thì trong cái chặng hành trình đó có một cái điều gì mà Danh đã từng hối tiếc, ví dụ như có một cái cánh cửa nào mà Danh đã từng hối tiếc là Danh đã không bước vào, hay là Danh đã chưa có mở lòng ra đi ra cái cánh cửa đó chưa? Có hai cánh cửa mà tới bây giờ Danh cảm thấy là hối tiếc. Một cánh cửa đầu tiên là khi mà Danh học tới năm 3, có nghĩa là chuẩn bị tốt nghiệp rồi á, thì trường Danh sẽ có một cái môn là môn đi thực tập. Thì khi mà Danh chọn, tại lúc đó thì trường sẽ đưa cho mình những cái danh sách những cái công ty đang cần tuyển thực tập sinh để mình apply vào. Thì lúc đó thì Danh nhìn cái danh sách đó thì trong đó có những cái công ty rất là lớn và những cái công ty rất là kiểu rất là sừng sỏ trong ngành truyền thông á, nhưng mà Danh lại cảm thấy là nếu như mà người ta tuyển thì người ta cũng sẽ ưu tiên tuyển những người ở đó hơn là tuyển những người du học sinh. Thì những cái Danh bị tự ti, có nghĩa là trong quá trình học ở du học đó Danh bị tự ti liên tục luôn. Danh bị tự ti lúc mà Danh mới qua, xong mà khi mà trong thời gian học cỡ năm 2 thì Danh không theo kịp với các bạn trong lớp, tại vì kiểu kỹ năng viết luận của mình không tốt này nọ, Danh lại bị tự ti một lần nữa. Và khi tới năm 3 mà chuẩn bị tốt nghiệp đi thực tập rồi, Danh lại bị tự ti một lần nữa, lại không dám apply vào những cái công ty lớn. Và xong rồi cuối cùng thì Danh lại chọn một cái công ty nó rất là an toàn và làm những cái job cũng rất là an toàn luôn, và cuối cùng ra thì portfolio của mình không có, và mình không thực sự học được những cái gì từ cái chuyến đi thực tập đó. Và nó thực sự là một cái sự lãng phí luôn, tại vì chuyến thực tập đó là một trong những cái rất là quan trọng, rất là quý giá trong cái quãng trường đi du học của mình. Và cái cánh cửa thứ hai mà Danh hối tiếc đó là Danh chưa thử tìm đường để ở lại bên Úc. Có nghĩa là nhiều người đặt mục tiêu, có nghĩa là khi mà họ đi du học ở bên Úc á, thì họ đặt mục tiêu luôn là họ muốn qua Úc để được lấy quốc tịch. Họ sẽ chọn những cái ngành để học để lấy quốc tịch luôn, hoặc là họ sẽ tìm một đường khác, như dụ họ thi tiếng Anh được điểm cao này nọ, họ cộng điểm này nọ và họ nộp đơn lên. À, để giải thích thêm một tí nữa là cái hệ thống để mà thi quốc tịch ở bên Úc á, là nó sẽ do họ hệ thống tính điểm. Có nghĩa là khi mà đủ tiêu chí, những cái tiêu chí nhỏ đó đủ tiêu chí nào thì sẽ được cộng cỡ 5 điểm, 10 điểm, 5 điểm, 10 điểm vào. Thì khi mà đủ một mức điểm cỡ chừng 80 hay là như đó thì sẽ đủ điều kiện để nộp hồ sơ xin vào quốc tịch. Thì bạn Danh cũng có rất nhiều người mặc dù cái ngành của họ không nằm trong diện được ở lại, nhưng mà họ vẫn thi tiếng Anh nè, họ vẫn làm đủ mọi cách để đưa được nhiều tiêu chí càng nhiều càng tốt, và họ vẫn nộp vào quốc tịch được. Mà đó là Danh thì lại Danh lại không, thứ nhất là Danh không dám, thứ hai là Danh không muốn, mà thực sự là không biết là Danh có thực sự không muốn hay không, hay là kiểu là mình chưa trải nghiệm mà mình đã bị nản chí, mình đã lùi bước á, cho nên là cũng là một trong những điều mà Danh cảm thấy hơi hối tiếc. Vậy thì qua những cái trải nghiệm đó thì đến tận bây giờ, cái bài học nào mà Danh cảm thấy là Danh tâm đắc nhất và nó có thể trở thành một cái kim chỉ nam cho cái cuộc sống của Danh hiện tại cho đến khi mà về Việt Nam luôn? Bài học mà Danh cảm thấy tâm đắc nhất đó là mình phải thử tất cả mọi thứ mà mình đang phân vân. Có nghĩa là ngay cả việc về Việt Nam cũng vậy, cũng như là về ngay cả việc là chọn học một cái ngành mà mình cảm giác là nó sẽ không đi về đâu, ví như là ngành quản trị nghệ thuật á, thì Danh cảm thấy là mình có đang phân vân tới việc đó đúng không? Rõ ràng là mình đã để tâm tới nó rồi, mình chỉ đang bị rất là nhiều những cái rào cản, rất là nhiều những cái sự tự ti cũng như là những yếu tố bên ngoài tác động vào thôi, và mình chưa dám thực hiện nó tại vì mình vẫn còn sợ nhiều thứ thôi. Nhưng mà sau quãng đường đi học thì Danh nhận ra là bây giờ mình muốn biết mình thực sự phù hợp với cái chuyện đó hay không á, mình phải thử nó, mình phải thực sự dấn thân vào nó, ít nhất là làm những cái bước ban đầu chứ đã, để làm quen với nó chứ đã, thì mình mới biết được là mình có hợp với nó hay không để đi đường dài với nó. Thì đó là bài học mà Danh nghĩ là sau này trong bất cứ làm những bất cứ việc gì đi chăng nữa thì Danh cũng phải thử một chút, cũng phải trải nghiệm một chút thì mới đưa ra quyết định được. Lucy cũng đồng quan điểm với Trấn Danh là thà là mình làm và mình có kết quả, nó thành công hay thất bại thì đó cũng là một cái kết quả rạch ròi, đã nhất định rồi. Chỉ không để đến một cái lúc nào đó mà mình phải nhìn lại rồi mình phải hối tiếc là tại sao tôi chưa làm cái việc này, đúng rồi, tôi đúng có rồi. Khả năng không? Đúng rồi. Tại vì đối với Danh thì bây giờ cái nỗi sợ lớn nhất của Danh không phải là sợ thất bại nữa, mà là sợ cảm giác hối tiếc khi mà mình đã qua cái cơ hội đó rồi và mình nhìn lại và mình thấy là trời ơi, ước gì mà hồi đó
mình làm được cái này yếu gì hồi đó mình làm được cái kia thì chắc giờ mình đã khác rồi, thì cái cảm giác đó rất là đáng sợ, nó sẽ ám ảnh mình dài dài luôn. Và kể cả là bây giờ mình cũng còn trẻ đúng không? Đúng rồi. Mình còn một cái gọi là một cái ngọn lửa rực cháy ở trong mình. Và mình sẵn sàng bứt phá với tất cả mọi thứ. Tại vì anh luôn luôn quan niệm là tới một ít ngưỡng tuổi nào đó, có nhiều người sẽ gọi là cỡ tuổi 30 hoặc là tuổi 35 gì đó trở về sau thì sức khỏe có thể vẫn còn đi, nhưng mà cái lửa để mà thử những cái thứ mới nó sẽ không còn nữa. Mình sẽ không còn đam mê, mình sẽ không còn đủ nhiệt huyết để mình thử những thứ mới nữa. Thì tới lúc đó thì mình chỉ muốn tìm sự ổn định thôi. Thì ngay bây giờ nếu như mà mình còn trẻ, mình còn sức, mình còn đủ cái sự nhiệt huyết, cái sự đam mê thì mình cứ thử hết mọi thứ mà mình đang muốn làm thôi. Rồi, ok, vậy thì bác lại cái câu chuyện đi du học của Chấn Danh một chút xíu. Là Lucy thắc mắc là cái quá trình đi du học đó Chấn Danh có được rèn luyện những cái kỹ năng nào mà cho đến tận bây giờ vẫn có thể áp dụng khi mà quay về Việt Nam, hoặc là thậm chí là áp dụng vào cái những cái công việc mà Danh đang làm hiện tại hay không? Kỹ năng, đặc biệt là những cái kỹ năng mềm. Tại vì khi mà Danh học ở bên đó rồi thì Danh nhận thấy là các bạn ở bên đó, các bạn trẻ bên đó mặc dù trạc tuổi những người Việt Nam mình thôi, nhưng mà các bạn đó kỹ năng mềm rất là chắc. Ví dụ như những kỹ năng về kỹ năng thuyết trình nè, kỹ năng public speaking nè, kỹ năng sắp xếp portfolio của mình như thế nào, hoặc là kỹ năng lên kế hoạch cho tương lai của mình rất là chắc chắn luôn. Trong khi Việt Nam mình thì cái này theo cá nhân Danh thôi nha, là các bạn rất là giỏi về lý thuyết. Các bạn học 12 năm các bạn rất là thuộc rất là nhiều lý thuyết ở trên trường lớp. Nhưng mà khi các bạn áp dụng vào thực tế thì các bạn lại không, các bạn là bị loay hoay, các bạn không biết phải bắt đầu từ đâu cũng như là bị áp dụng vào lĩnh vực gì. Hoặc là thậm chí là các bạn học xong thì các bạn cảm thấy là nó chỉ là sự tốn thời gian thôi. Ví dụ học xong môn văn, học xong môn toán năm đó bỏ qua một bên rồi là tiếp tục lên một năm khác. Còn đối với bên nước ngoài thì các bạn đã học được tới đâu là các bạn đã áp dụng vào liền. Ví dụ học toán là sẽ áp dụng được kỹ năng logic thinking, logical thinking, hoặc là học về kỹ năng là critical thinking này nọ. Thì sau khi mà Danh đi học về thì Danh cũng áp dụng được những cái đó vào công việc hiện tại của mình. Ví dụ như là kỹ năng về public speaking hoặc là kỹ năng về diễn đạt thì nó đang phục vụ cho công việc về làm TikToker của Danh nè. Rồi, vậy thì có một cái câu hỏi mà Lucy muốn hỏi Danh, nhưng mà thật ra thì Lucy cũng có một ngầm có một cái câu trả lời của Danh trong đầu rồi. Nhưng mà Lucy vẫn muốn là chính Chân Danh khẳng định lại, xác nhận lại một cái điều này một lần nữa. Là nếu như mà quay ngược lại thời gian hồi lúc trước thì Danh có lựa chọn đi du học không? Chắc chắn là có. Tại vì lúc đó mình còn bồng bột á, xong rồi cái mình bị gài vô một cái thế mà mình không có cái kiểu gì mà mình kiểu thay đổi được á, thì mình cũng kiểu bị tức, mình bị tức, hiểu không? Nhưng mà bây giờ nhìn lại rồi thì rõ ràng đó là một cái hành trình đã thay đổi hoàn toàn bản thân mình, thay đổi 180 độ luôn, thì tại sao lại không, đúng không? Trưởng thành hơn rất nhiều. Trưởng thành hơn rất nhiều luôn và tự lập hơn rất nhiều. Rồi, ok, nghe những cái chia sẻ nãy giờ của Chấn Danh, và ban đầu thì Lucy cũng được biết là Chấn Danh là một TikToker trước khi mà tham gia chương trình. Và với những cái chia sẻ nãy giờ thì Lucy nghĩ là Chấn Danh có một niềm đam mê rất là lớn với sáng tạo, truyền thông và quảng cáo, đúng không? Vậy thì sau đây sẽ là một cái thử thách nho nhỏ. Một cái thử thách cuối cùng dành cho Chấn Danh ngày hôm nay, gọi là một cái món dessert cho các bạn. Là mình không thực hiện được thử thách là mình không được về luôn. Đúng rồi. Ok. Rồi, ok. Vậy thì đây. Ủa là nãy giờ là ý là Danh không hề đề cập tới giới tính của mình, nhưng mà kiểu là qua cái cuộc trò chuyện là biết luôn á hả? Đúng rồi, với những cái thì Lucy nói là Lucy có theo dõi Danh TikTok mà. Ok. Đã có gọi là public trên đó rồi đúng không? Đúng rồi. Cho nên là mình cũng biết được. Rồi, vậy thì challenge của Chấn Danh sẽ là trong những cái màu của lá cờ này thì nếu như mà có một cơ hội để Chấn Danh trở thành một màu thì Chấn Danh muốn mình là màu gì? Màu đỏ. Mãi cháy mãi luôn. Không, thực ra thì đối với Danh á thì Danh muốn trở thành màu đỏ là tại vì nó là một cái giống như là tượng trưng ngọn lửa vậy đó, lúc nào cũng luôn rừng rực cái lửa đam mê, cái lửa nhiệt huyết của mình. Thì Danh hy vọng là trên đoạn đường sắp tới của Danh, khi mà Danh làm TikToker cũng như làm những công việc liên quan tới sáng tạo trong tương lai ấy, thì Danh cũng mong là cái lửa đam mê của mình sẽ luôn cháy rực như vậy, cũng như là mang tới những cái sản phẩm tốt hơn cho các bạn. Rồi, ok. Cảm ơn Chấn Danh về những chia sẻ ngày hôm nay và đã hoàn thành xuất sắc challenge này. Rồi, ok. Lucy xin cảm ơn các bạn đã theo dõi tập podcast ngày hôm nay cho đến giây phút này, và mong rằng những chia sẻ của Chấn Danh nãy giờ sẽ là những cái thông tin rất là hữu ích và thú vị cho các bạn trên cái chuyến hành trình khám phá và phát triển bản thân, cũng như là đối với những bạn mà đang có dự định đi du học. Ok, xin cảm ơn các bạn. Xin chào.